Xin chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu các bạn combo giảm mỡ siết eo. Đây là cái cao gừng hoàng cung bên mình. Thì các bạn lấy một lượng nhỏ bằng hạt đậu, rồi chúng ta massage đều lên vùng bụng chúng ta cần giảm mỡ. Đó, các bạn cứ massage khoảng 5 đến 10 phút cho cao gừng thấm hết vào da. Chúng ta massage theo cái chiều đi lên nha. Đó, các bạn cứ massage đều như vậy khoảng 5 phút thì cao gừng sẽ thấm hết vào da. Cao gừng giúp cho chúng bẻ gãy những cái mô liên kết mỡ nè, rồi làm mờ những vết rạn da, săn chắc da. Bạn nào có mỡ cứng lâu năm thì chúng ta nên kết hợp thêm cao gừng hoàng cung. Đó, các bạn cứ vuốt như vậy khoảng 5 phút là cao gừng có thể thấm hết. Và sau đó các bạn sử dụng áo liner, áo lót liner bên mình, các bạn mặc vào rất là mát luôn, và sẽ giúp cho cái cao không có dính trực, không dính trực tiếp vào cái latex, và giảm được cái sự hằn, vết hằn ở trên da. Sau đó các bạn có thể nịt latex. Đó, bước tiếp theo là các bạn đeo latex. Cách đeo latex thì các bạn đưa vào cái vùng nhỏ nhất, vùng eo nhỏ nhất, rồi các bạn cài khoảng 3 đến 4 nấc đầu tiên, rồi chúng ta kéo xuống dần dần. Đó, rồi các bạn lại tiếp tục đeo những nấc còn lại cho đến khi hoàn thiện. Rồi chúng ta cứ kéo xuống từ từ. Đó, đây là combo giảm mỡ. Bạn nào cần giảm mỡ siết eo thì inbox mình nha. Nếu mà các bạn sau sanh, chúng ta phụ nữ sau sanh nên kết hợp thêm cái em cao gừng hoàng cung này, sẽ giúp cho các bạn giảm mỡ được tốt hơn, hiệu quả hơn. Giá của cao gừng hoàng cung là 590.000. Bạn nào cần inbox mình nha.